sẽ cùng với nhau đến với mở đoạn chúng mình nhá các em ơi các bạn đều có thể thấy rằng là gì ạ trước tiên là mở đoạn được chưa nào tập trung tập trung tập trung tập trung nhá tập trung nhá rồi thế thì các em có thể thấy này nói về cái phương pháp viết mở đoạn ấy thì trước tiên chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lựa chọn mở đoạn trực tiếp đúng không ạ hay nói cách khác là tôi sẽ có mở đoạn bằng cái phần dẫn dắt thật là ngắn gọn thôi. Đừng có dài dòng nhá. Yeah. Thật là ngắn gọn. Ok chưa ạ? Cộng với đặt vấn đề. Thì cái phần đặt vấn đề này này là lấy ở đâu ở các bạn? Nào các chiến binh ơi, phần này lấy ở đâu nhở? Đề bài. Đúng chưa? Và nhớ là chúng ta sẽ viết từ 1 cho đến 3 câu thôi nhá. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ viết từ 1 cho đến 3 câu thôi nhá. Ok chưa ạ? Được không nào? thì chúng ta có thể có những cái cách viết những cái ý tưởng viết như sau. Được không ạ? À? Bên này sẽ là ý tưởng. Nhiều lắm, nhiều bây giờ. Chị nói thật là sau ngày hôm nay xong là các bạn chỉ có ngồi để các bạn lựa chọn xem là là các bạn sẽ làm theo cách nào thôi. Đấy là chị nói thật nhá. Gọi là chỉ lựa chọn để làm theo cách nào thôi. Đây bây giờ mình sẽ có này, ý tưởng viết và ví dụ ok chưa ạ ý tưởng đầu tiên chúng ta sẽ có là dẫn dắt trực tiếp dẫn dắt được không ạ à? dẫn dắt trực tiếp đây có lẽ là một cách dường như đã đi vào kinh điển trong rất nhiều cách mở đoạn của tất cả các bạn nhỏ đang có mặt ở đây và các em ơi, có một cụm từ chúng ta đều thấy rằng đó là một cụm từ vô cùng vô cùng kinh điển trong nghị luận xã hội. Đó là gì ạ? Trong cuộc sống. À đúng không? Phải không? Trong cuộc sống. Đó. Một cái vấn đề gì đó. Đúng không? Có ý nghĩa có ý nghĩa. Có ý nghĩa. Đúng không? Có ý nghĩa hay là hay là mang cái sự cần thiết hay là có những cái hệ lụy nghiêm trọng đối với cái gì đó kiểu kiểu vậy. Chị thì chị không khuyến khích các bạn làm cách này đâu, chị nói thật. Bởi vì chị thấy cái cách này nó nó không được ổn lắm nhá yeah. thì các em có thể dùng những cái cách khác công thức khác ví dụ sẽ như thế nào sẽ như thế nào nếu được không ạ à? nếu chúng ta thiếu đi đúng không ạ à? chúng ta thiếu đi hay cuộc đời hay cuộc đời thiếu đi đó một cái gì đó đó xã hội con người sẽ trở nên ra sao kiểu kiểu vậy được không ạ à? từ đó ta hiểu rằng được không nào cái từ khóa đó được không ạ có ý nghĩa như thế nào đấy kiểu kiểu vậy được không ạ nhưng mà chị thì chị không khuyến khích các bạn dùng cách này bởi vì chị cảm thấy cách này không có mang cái tính chất sáng tạo nhiều và nó không được hay lắm. Chị khuyên các bạn dùng cái này. Đó là chúng ta sẽ đi từ những cái nhận định. Ok chưa ạ? Có thể là những câu thơ, câu hát, danh ngôn, châm ngôn. Đó, vân vân. Ok chưa ạ? Được không nào? Thì chúng ta sẽ thường có một cái công thức đó là trích dẫn nhận định Nhá Trích dẫn nhận định Được chưa ạ? Cộng với gì? Cộng với câu dẫn ở đây Mình sẽ có thể lựa chọn đó chính là gì ạ? À quả thực là như vậy Được không? Quả thực là như vậy Phải trích dẫn ấy Đúng không? Hay câu hát ấy hay gì ạ? À? Lời thơ ấy đã nhắc nhớ tôi, đã nhắc nhớ tôi về. À, được không ạ? À? Ok chưa nào? Thì ở đây ví dụ nhá, chúng ta một có một cái đề bài đó là ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống chẳng hạn. Thì các bạn có thể đưa ra là gì ạ? À? À, nghịch cảnh không phải tảng đá cản lối bước chân bạn. Nghịch cảnh là thềm đá nâng bước bạn cao hơn. Sinh dân ấy đã nhắc nhớ tôi về ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống ví dụ như thế được không em được không ạ à? kiểu kiểu như thế và chị gợi ý cho các bạn một cái trang này rất hay nhé đó là trang danh ngôn đây ạ à. đây các bạn có thể vào trang này từ điển danh ngôn có rất nhiều danh ngôn hay theo các chủ đề mà các em có thể tìm thấy để chúng ta có thể sử dụng Thế nhưng một trong số những cái lưu ý mà chị muốn lưu ý cùng với các bạn khi bạn khi các em sử dụng cái cách dẫn dắt này, đó chính là các em cần phải làm gì ạ? Các bạn cần phải chú ý giúp chị đó là gì? Đó là chúng ta phải lựa chọn những cái trích dẫn nó phù hợp với vấn đề và nó phải ngắn gọn nữa, đừng có làm cái gì lố quá. Em trích dẫn câu hát nào mà bị cốc đầu, nói chị nghe xem nào nói chị nghe xem là thử xem là câu nào mà bị cốc đầu nào xem là nó nó có lố không nào, được không ạ? À? thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. đấy chị gửi cho cái link rồi đấy, chị gửi cho cái link của trang danh ngôn rồi đấy, được không ạ? À? đấy là một cái trang mà mà các bạn có thể vào để chúng ta tìm được rất nhiều những cái từ điển danh ngôn hay. hãy nhớ rằng là chúng ta không thể nào viết ra một cái câu danh ngôn mà nó cao đến cái mức gì ạ? À, cao đến, dài đến cái mức mà nó tận 5-7 dòng được. Thế thì hết luôn cả cái dung lượng để tôi viết phần giải thích rồi. Nhớ chưa? Ok chưa ạ? À? Thì cái việc sử dụng cái trích dẫn này cũng khá là hay. Ví dụ, khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy những vì sao. Trích dẫn ấy đã nhắc nhớ tôi về. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Nhá, chú ý giúp chị thế. Chị ơi, em sử dụng những câu nói trong sách từng đọc được không ạ? À? Rất tốt. Em nhớ nội dung. Ừ, ok, được Nhưng miễn làm sao nó phải ngắn gọn và phù hợp Em nhá Miễn làm sao nó phải ngắn gọn và phù hợp Ok chưa nào à, Câu nào ạ, à? em dùng câu nào Bữa thi viết về niềm tin tôi mở đầu bằng Bằng niềm tin không lung lay Bạn đôi thay cuộc đời Câu đấy ạ à? <laughs> Rồi, ok Ok, rồi ạ à, Rồi ạ à. <laughs> thế xong cái điều quan trọng là em dẫn vào như thế nào cơ nó mới là cái câu chuyện quan trọng được không ạ à? thì đấy là một cách tiếp theo nhá đi từ cái nhận định tiếp theo là các bạn có thể đi từ thực tế đời sống và trải nghiệm cá nhân thực tế đời sống và trải nghiệm cá nhân được không ạ à? được chưa ạ thực tế đời sống và trải nghiệm cá nhân cái này thì nó sẽ có khá là nhiều cách đấy các bạn ạ à, chị lấy ví dụ cho các bạn một vài cái 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 gọi là cái cấu trúc như sau để chúng mình có thể áp dụng nhá ok chưa ạ ui rồi lại còn để bị nói cho mà nghe tôi tôi, tôi, tôi đến lợi ạ à. bảo sao bị cốc đầu là đúng rồi còn gì nữa đây ạ à, ví dụ như thế này chị có cái cấu trúc một ví dụ nhá Đợi chị Hiên xíu để chị ấy lại cái phông chữ cho các em dễ nhìn nha Đây ạ à. Đây các em nhìn nhá Ví dụ như cái cách đầu tiên Thì ở đây chúng ta sẽ có này Tôi vẫn còn nhớ trong buổi học cuối cùng của năm học lớp 9 Hay là trong buổi học cuối cùng của năm lớp 12 Đó Thầy giáo của chúng tôi đã nói một câu rất thấm thía Đấy kiểu kiểu vậy hay đã hãy đã hay đã đề cập tới một cái vấn đề gì đấy kiểu kiểu vậy nhá hay ví dụ như ở đây chúng ta có một cái đề bài kiểu như là nói về uh, gì đây ạ à? trân trọng những thử thách đó tức là đề bài là ý nghĩa của thử thách đối với cuộc sống của mỗi con người thì các em có thể đưa ra là như thế này tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc khi bản thân đã cố gắng rất nhiều ở kỳ thi học sinh giỏi nhưng cuối cùng lại không có nổi cho mình một giải thưởng Thế nhưng lời nói của bố đã khiến tôi thức tỉnh và nhận ra mỗi khó khăn trong cuộc sống đều là cơ hội để bản thân trưởng thành và chúng ta cần phải trân trọng những thử thách đó kiểu kiểu như vậy. Thì các bạn sẽ định hình ở đây là trải nghiệm cá nhân là gì? Là những điều các em đã trải qua, là những cái ký ức mà nó tạo ra ấn tượng sâu đậm đối với các bạn. Và chị thì chị rất muốn các em sẽ viết theo cách này bởi vì các em biết không, Chị cho rằng là cái cách này là một cái cách nó rất là chân thành luôn ấy. Tức là nó đúng là thuộc về cái 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 cuộc sống của các bạn. Và chị rất muốn các bạn sẽ sử dụng những cái cách kiểu như vậy, giống như kiểu là tôi vẫn luôn nhớ hay luôn khắc ghi bài học ai đó đã dạy kiểu kiểu thế. Được không ạ? À? Hay là gì ạ? À? Trong sinh nhật của tôi hay là trong buổi học cuối cùng được không? Trong sinh nhật của tôi Trong buổi học cuối cùng Đúng không ạ? À? Trong một chuyến đi như thế nào đấy Chúng ta tự tạo ra những cái gì ạ? À? Chúng ta tự tạo ra cho mình gì nào? Chúng ta tự tạo ra cho mình những cái cách Để các bạn gọi là Có được những cái trải nghiệm thực tế Và từ những cái trải nghiệm thực tế đó Thì chúng ta sẽ suy ra được cái bài học Và dẫn vào vấn đề Không em ơi 12 em vẫn ghi số nhé ai à, em vẫn ghi chữ giúp chị nhé được không ạ? 12 em vẫn ghi chữ giúp chị nhá. Được không nào các bạn? Ok không các bạn? Được không ạ? Được không ạ? Được không nào? Được không nào các em? Các bạn có nhất trí không ạ? Là các bạn có nhất trí không ạ? Ok không ạ? Các bạn có nhất trí không ạ? Nhất trí với cái này không ạ? Các bạn cứ xưng tôi bình thường bởi vì đề bài hỏi các em là anh chị mà. Đúng không? Trình bày ý kiến suy nghĩ của anh chị mà. Thế nên là các bạn đừng gì đấy tôi vẫn còn nhớ về một buổi học tôi đến lại chỉ cần một buổi học văn trong giờ ví dụ trong tiết văn cuối cùng cô giáo của tôi đã nói với tôi rằng anh nhá anh nhật ơi anh nhật ơi anh hộ em cái anh nhá anh chỉ cần biết rằng là tôi vẫn còn nhớ trong tiết trong giờ văn cuối cùng cô giáo đã nhắn nhủ với chúng tôi rằng kiểu kiểu như vậy xong dẫn vào vấn đề cần nghị luận em nhớ chưa nhá có lần em dư anh chị đúng là anh long is the best đúng thật đấy anh long ạ à. quá là đẳng cấp luôn rồi ạ à, trong tất cả các bài học tôi yêu sao lại trong tất cả các bài học tôi yêu tôi yêu thích nhất là không 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 biết cái kiểu đấy đâu nhá không biết cái kiểu mở đoạn đấy nhau đâu, đâu nhá anh hùng nhá không biết kiểu đấy đâu rồi ai bảo là từ số 4 trở nên được ghi số không đâu em ơi em giúp chị cái là gì ạ à? bốn số trở lên tức là năm đấy ạ năm ạ đúng rồi nếu mà là năm thì mình có thể ghi được không nào mình có thể ghi số rồi ok nhá rồi nhất trí nhất trí rồi thế thì các bạn ơi đấy là cái 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 tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ có cái cách mở đoạn thứ ba đó là chúng ta có thể đi từ những cái gọi là gì ạ à? đi từ những cái hình ảnh biểu tượng cái này cũng khá ổn này. Được không ạ? À? Thì đương nhiên là nếu mà có thể đi từ những cái hình ảnh biểu tượng thì chúng ta sẽ có hai cách nhá. Thứ nhất là những cái hình ảnh biểu tượng mà nó có sự tương đồng nhá. Nó có sự tương đồng thì các em có thể bám vào nó nhá. Các em có thể bám vào nó. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có này. Chúng ta sẽ có chẳng hạn như là về lý tưởng sống. Thì chúng ta có ngọn hải đăng ngọn hải đăng hay là về niềm tin thì chúng ta có ánh sáng mặt trời ok chưa ạ ánh sáng mặt trời được không ạ à? hay là ví dụ như là à, chúng ta có hay là bông hoa hướng dương hay là ví dụ sự dũng cảm thì chúng ta sẽ nhớ tới gì ạ à? À, cánh chú chim đại bàng có nghĩa là gì có nghĩa là từ cái cách này thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó là gì ạ? Đó chính là chúng ta sẽ có một cái hướng đầu tiên để đi từ những cái hình ảnh này Là gì ạ? À, đó chính là chúng ta sẽ có thể đi từ những hình ảnh tương đồng với vấn đề Nhá Và cái cách số 2 á, là chúng ta có thể đi từ những hình ảnh gợi ký ức. Ok chưa? Được không ạ? À? à đi từ những hình ảnh gợi ký ức các bạn nhá. Được chưa nào? Được không ạ? À? Ok chưa nào? Đi từ những hình ảnh gợi ký ức thì có nghĩa là gì? Đi từ những hình ảnh gợi ký ức thì có nghĩa là gì đây ạ? À? Thì ví dụ như là chúng ta có một chiếc đồng hồ cát. Nhá. Được không ạ? À? Ok chưa? ví dụ như ở đây chúng ta có là hình ảnh chiếc đồng hồ cát, chiếc đồng hồ cát đặt trên một chiếc đồng hồ cát cũ kỹ đặt trên bàn của tôi, đó là là gì ạ? là đồ vật mà luôn luôn nhắc nhở tôi về ý nghĩa của thời gian trong cuộc sống ví dụ thế, hay là tầm quan trọng của thời gian trong cuộc sống tức là những cái đồ vật gợi ký ức, nhá những cái đồ vật gợi ký ức, ok chưa ạ? à ok chưa nào hồi đó em xưng tôi bị cô bị cô la xong à em kêu cô là xưng em nghe nó yếu yếu không mạnh cái cô cho em xưng tôi luôn <laughs> đúng là cái anh nắm thừa sắc này được đúng không ạ Bản chất là các em được quyền xưng tôi mà Bởi vì câu hỏi đưa ra là ý kiến của anh chị Có nghĩa là Mà bây giờ các em cũng 17, 18 tuổi rồi Các em cũng phải gì ạ à? Các em cũng phải đưa ra cái quan điểm của mình chứ Được không ạ à? Chị ơi chị chỉ tụi em cách mở đầu Đầu cuối tương ứng ok cứ bình tĩnh Cứ bình tĩnh nhá Có nghĩa là sẽ là những cái hình ảnh gợi ký ức Chẳng hạn như chiếc đồng hồ cát Hay ví dụ bức ảnh Đúng không Trên bàn học của tôi tôi luôn dành một vị trí đẹp nhất hay dễ nhìn nhất để có thể đặt một tấm ảnh gia đình bởi vì với tôi gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng ví dụ thế ok không hiểu không hiểu không nhá yeah. được không ạ à? hiểu không nào hiểu không nào đấy những cái những cái hình ảnh để giúp chúng ta gợi nhắc tới các vấn đề nó rất là dễ dàng để đi rất dễ dàng để đi mà lại rất ấn tượng đúng không ạ à? bởi vì suy cho cùng cái mà người ta mong muốn ở đây á, đó là nhìn ra những cái sự riêng biệt của các bạn chứ không phải là 100 bạn. Thì kể cả 100 bạn đều sẽ viết là trong cuộc sống. Đúng không ạ? 100 bạn sẽ đều viết trong cuộc sống các em cá nhân hóa cái này giúp chị đi. Các em cá nhân hóa giúp chị cái phần mở đoạn này đi. Mình nêu ra luôn, mình nêu ra ở đây những cái ký ức của mình, những cái riêng của mình đi. Được không nào? Ví dụ như bức ảnh đó nói nhắc nhớ về cái uh, vai trò của tình cảm gia đình kiểu kiểu vậy. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Nhá. Hay là ví dụ như chúng ta sẽ có thêm uh, cái đề về uh, ví dụ như liên quan tới hình ảnh gia đình chúng ta có thể lấy ngọn nến kiểu kiểu vậy. Ok chưa ạ? À? Chị ơi nếu em viết nếu như bạn không phải là mặt trời hay là những tia nắng được không ạ? Tức là sao chị chưa hiểu lắm Huế ơi À Hiếu ơi chị chưa hiểu lắm Chị lấy thêm ví dụ nữa về hình tượng đi chị À thêm gì đấy NX đi chị là gì ạ? À chị lấy thêm ví dụ về thêm hình thêm NX là cái gì? Anh cũng hiểu là bình luận cái gì luôn á Rồi Trước khi đi thi bị kiểm tra doping với nồng độ cồn không nhỉ Tôi đến lại nhá Rồi trong cuộc sống Rồi là đường cùng Ok Trước khi em viết À, trước khi em hay viết cú sốc đầu đời của tôi khi lần đầu tôi đi bán trà sữa cái gì đấy hả mấy cái đứa này không hiểu hôm nay bình luận cái gì chị hiên đọc không hiểu gì luôn rồi ạ à? ok chưa rồi thế thì ở đây chúng ta có thể nhắc nhớ tới rất là nhiều những cái hình ảnh để gợi ký ức và nhắc nhớ chúng ta hay ví dụ nhá các em có thể lấy đó là gì ạ đó là những cái vết đinh trên hàng rào đúng không đó là những cái hình ảnh nhắc nhớ tôi về cái sự tổn thương sẽ gây ra cho người khác bằng cái sự nóng giận của mình hay nói cách khác là gì ạ hay nói cách khác là hệ lụy hậu quả của sự nổi nóng sự nóng giận ví dụ là như thế ok chưa ạ thế thì có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể liên tưởng nếu như các bạn cảm thấy cách này quá khó thì các em chuyển sang một cách nữa, dễ hơn lo gì, chị nhiều cách lắm. Một lát nữa chị còn đưa cho các bạn các cách sử dụng được cho đa dạng các dạng đề trong trường hợp các bạn bí cơ. Nhá. Cái cách tiếp theo mà chị đưa ra cho các bạn đó chính là cái cách đi từ một cái gọi là gì ạ? Đi từ một cái câu chuyện. Tình huống. Được không ạ? À? Có thể là gì ạ? Có thể là có thật có thật hoặc là giả tưởng nghe nó khủng khiếp không nhưng mà lấy ví dụ cái này là các bạn sẽ thấy ngay này chẳng hạn nhá ví dụ à, chúng ta nói về cái đề bài đó chính là cái góc nhìn lạc quan đi hay góc nhìn tích cực đi kiểu kiểu vậy thì các bạn sẽ chú ý chúng ta có thể lấy một cái hoạt cảnh chúng ta đưa ra ví dụ chúng ta có thể đưa ra một cái hoạt cảnh kiểu kiểu như là à, cơn mưa rào cơn mưa rào chợt đổ ập xuống thành phố nhiều người than phiền vì cơn mưa đã khiến họ ướt hết thế nhưng thế nhưng có nhiều người lại thầm cảm ơn vì cơn mưa đã giải nhiệt cho thành phố. Được không? Chấm. Từ sự quan sát ấy, tôi hiểu hơn về ý nghĩa của góc nhìn lạc quan. Ví dụ thế. Ok chưa ạ? À? Các bạn hiểu với chị không? Có nghĩa là chúng ta liên tưởng tới một một cái gì ạ? À? Chúng ta liên tưởng tới một cái một cái giả định kiểu kiểu như vậy luôn. Được chưa ạ? À? Cơn mưa rào chợt đổ ập xuống thành phố, nhiều người than phiền vì cơn mưa đã khiến họ ướt hết. Thế nhưng nhiều người lại thầm cảm ơn vì cơn mưa đã giải nhiệt, đúng không ạ? Đã giải nhiệt cho thành phố. Từ sự quan sát ấy khiến cho tôi hiểu hơn về gì đấy? Khiến cho tôi hiểu hơn về ý nghĩa của sự lạc quan. Ví dụ là như vậy. Được chưa nào? Đó là một cái cách hay ví dụ như là gì ạ? À, hình ảnh hay là câu chuyện. Rùa và thỏ. Đúng không? với cái sự kiên trì. Đúng không? Với hình ảnh của chú thỏ hay chú rùa như thế nào đấy? Đúng không? Chú rùa. Đã thêm một lần nữa cho tôi hiểu hơn về bài học của sự kiên trì kiểu kiểu như vậy. Được không ạ? À? Nhá, hãy chú ý giúp cho chị. Chị đang nói ở đây là chị lấy ví dụ thế nào là ví dụ ạ? Được không nào? Thế nào là ví dụ? thì các em bây giờ phải cắt bớt đi tiết chế đi nhá được không ạ à? ok chưa nào được không ạ à? các bạn tiết chế đi thì chúng mình sẽ có thể làm cho nó hoàn thiện hơn thôi ở đây đang lấy ví dụ được chưa ok chưa rồi thì đấy là cái dạng đề mà chúng ta có thể đi từ những cái tình huống đi từ những cái gì ạ à? à câu chuyện mà có thể là có thật hoặc là giả tưởng chưa nào thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá tiếp theo chúng ta sẽ có đó là chúng ta có thể viết đi từ gì ạ đi từ con số đi từ kết quả nghiên cứu đi từ con số hay là kết quả nghiên cứu kết quả nghiên cứu được không ạ à? đi từ con số hoặc là đi từ kết quả nghiên cứu chị lấy một cái ví dụ như thế này để các em có thể tham khảo nhé. Đây ạ, à, chúng mình sẽ có. Chẳng hạn, đây, suy nghĩ về việc nắm bắt cơ hội ở người trẻ này. 16 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi. Đâu là thời điểm thích hợp để người trẻ bắt đầu dấn thân và theo đuổi ước mơ của mình? Chúng ta sẽ không thể có được câu trả lời chính xác nhất bởi theo đuổi đam mê chính là việc ta nắm bắt cơ hội kiểu kiểu như vậy. Sau một lát nữa mình mới đưa ra quan điểm ở đây được chưa nào ví dụ là như thế nhá hay là chúng ta sẽ đi theo một cái dạng khác đó là chúng ta đi từ câu hỏi những cái câu hỏi được đưa ra ok chưa ạ thế thì về câu hỏi được đưa ra ở đây thì các bạn có thể lựa chọn ví dụ như đề bài đó chính là về à, ví dụ như chúng ta có đề bài về việc đó là gì ạ có bao giờ chúng ta sẽ hay dùng cái dạng là có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ dẫn lối chúng ta tới thành công tới con đường của thành công hay là tới con đường của hạnh phúc kiểu kiểu như vậy được không ạ à? với tôi đúng không một trong những yếu tố được gọi tên đó là đấy kiểu kiểu vậy hay là ví dụ chúng ta có thể đặt ra những cái câu hỏi là à đứng trước cái gì đó, bạn sẽ lựa chọn cái gì đó. Và sự lựa chọn đó đúng không? Và sự lựa chọn đó sẽ là cơ hội để chúng ta hiểu thêm về một vấn đề gì đấy kiểu kiểu vậy nhá. Ok chưa nào? Bạn sẽ lựa chọn đấy được không và sự lựa chọn đó sẽ là cơ hội để chúng ta hiểu thêm về tức là đặt ra những cái câu hỏi ngắn nhá đặt ra những cái câu hỏi ngắn liên quan trực tiếp tới vấn đề sau đấy thì mình sẽ làm gì ạ à mình sẽ kết nối vào vấn đề thì đây là những cái cách mà chị đưa cho các bạn để các bạn có thể sử dụng và các bạn có thể thử áp dụng xem như thế nào ok chưa ạ còn bây giờ sẽ là một cái phần mà có lẽ các bạn rất là chờ đợi Đó chính là những cái phần mở đoạn trong trường hợp chúng ta quá bí Thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái dạng đề khác nhau Các em nhé Các em có thể sử dụng cho những dạng đề khác nhau Đây chị đưa cho một số công thức như sau Thứ nhất Mở đoạn sử dụng cho đa dạng các dạng đề Công thức số 1 Tư tưởng đạo lý Trong hành trình trưởng thành hoặc là trong hành trình đi đến với thành công hoặc là trong hành trình đi đến với hạnh phúc mỗi chúng ta đều cần mở lòng và đón nhận những bài học quý giá một trong số đó là sức mạnh của niềm tin sức mạnh sự cần thiết của góc nhìn lạc quan à, giá trị của yêu thương kiểu kiểu vậy các bạn nhá thì tùy thuộc vào vấn đề đấy thì các em có thể lựa chọn những cái phù hợp đó có thể là trong hành trình trưởng thành Hay trong hành trình đi đến với thành công Hay là trong hành trình đi đến với hạnh phúc Kiểu kiểu vậy Thì các bạn sẽ tùy thuộc vào vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết để chúng ta đưa ra Ok chưa ạ? À? Nhá Rồi Công thức số 2 Bản thân tôi luôn đặt ra một cam kết cho chính mình Được không ạ? À? Luôn đặt ra một cam kết cho chính mình đó là không ngừng tích lũy để có thể đến được với giấc mơ đúng không? Hay là đến được với mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu đã đề ra chấm. Và một trong số những bài học tôi nhận được khi nghiêm túc thực hiện cam kết ấy là kiểu vậy. Hay công thức số 3. Muốn chạm tay được vào hạnh phúc, mỗi người đều phải trải qua một hành trình nhiều thử thách. Chúng ta sẽ đi nhiều nơi sẽ gặp nhiều người và từ đó cũng tích lũy được cho mình những bài học quý giá và một trong số đó là Được chưa? Đây có phải là những gì mà các em đang cần không? Tiếp theo nhé. Bông hoa ở lại với đời nhờ hương sắc. Con người sống trong nhau bằng những bài bài học giá trị được sẻ chia qua các thế hệ và vấn đề nghị luận là một trong những thông điệp hay là một trong những bài học giá trị đó kiểu kiểu như vậy. Hay là cuộc sống là hành trình kỳ diệu để chúng ta lượm nhặt những món quà quý giá và vấn đề nghị luận là một trong số những vấn đề mà là một trong những món quà như thế. Hay là nếu bạn muốn thành công, nhất định bạn phải nỗ lực. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy dành nhiều thời gian hơn để cảm nhận cuộc sống. Còn nếu bạn muốn trưởng thành, hãy trải nghiệm và đón nhận bài học từ kiểu vậy. Đó, thế thì sẽ có 6 cách để cho lựa chọn nhá Còn nếu như đề bài mà vào hiện tượng đời sống Thì có thể lấy những cái cách như sau Đối lập với ánh sáng là bóng tối Đối lập với những điều tốt đẹp là sự xấu xí Đúng không ạ? Là sự xấu xa Và chính là những cái mà chúng ta cần đấu tranh Một trong số những điều xấu xí ấy được gọi tên là vấn đề nghị luận Hoặc đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc đời Bởi tôi tin chắc rằng bạn cũng đã biết tới một cái hiện tượng tích cực hoặc Cuộc sống hiện đại giúp chúng ta có được góc nhìn đa chiều về những vấn đề xã hội và vấn đề nghị luận là một trong những từ khóa đang được bàn tán xôn xao. Hoặc bạn có nghe gì không? Là thanh âm đang vọng về từ cuộc sống ngoài kia để bản thân mỗi chúng ta có thêm những phút giây tĩnh lặng để suy nghĩ về vấn đề, đưa ra vấn đề nghị luận. Các em ơi được chưa ạ? Cần này đã đủ để cho các bạn sử dụng chưa ạ? Mỗi bạn chỉ có sử dụng một gọi là gì ạ? Một đấy thôi mà. Mỗi bạn chỉ có sử dụng đó chính là gọi là gì ạ? À? Một cái cách thôi mà, đúng không? Có phải là nhiều đâu. Đúng chưa? Mỗi bạn chỉ sử dụng một cách thôi mà. Phải không ạ? Thế nên là thành ra là ở đây là chị cung cấp cho các bạn là phải là trên 10 cách đấy. Rất nhiều cách đấy, như thế đã đủ cho các em chưa? Và như thế chị đã làm cho các bạn có thể được hạnh phúc và sung sướng trong ngày hôm nay khi mà đã chờ đợi cái phần phát trực tiếp để được hướng dẫn thêm về nghị luận xã hội chưa? Chúng mình nắm được chưa ạ? Được không nào? Ok, có chứ. Một lát nữa chị sẽ up cả buổi 7 và buổi 8 cho chúng mình nhá. Yên tâm. Vâng ạ. À. Vâng ạ. À. <laughs> Rồi ok ạ. À. Thế thì nếu như có thể phát triển được các ý tưởng, ý tưởng thì tốt. Mà nếu không phát triển được các ý tưởng thì có thể áp dụng những cái mở đoạn dành cho nhiều đề bài khác nhau để chúng mình tránh mất thời gian suy nghĩ quá lâu cho phần mở đoạn em nhé. Rồi, nhất trí. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần tiếp theo, viết xong mở đoạn rồi thì bây giờ tôi sẽ viết đến thân đoạn thôi. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ viết đến thân đoạn thôi. Đúng chưa nào? Thế thì chúng ta đều biết rằng là ở trong thân đoạn thì sẽ có những cái có những cái phần nào cần phải giải quyết nhỉ các bạn nhỉ? Ở trong thân đoạn thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề gì cần phải giải quyết nhỉ các em nhỉ? À, thứ nhất, a nhỏ giải thích được chưa? A nhỏ giải thích. Được chưa ạ? Thế thì chúng ta sẽ có A nhỏ giải thích như cái phần này là chúng ta sẽ chỉ làm từ 2 cho đến 3 dòng thôi. Nhá. Từ 2 cho đến 3 dòng thôi. Được chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta sẽ có hai kiểu đề. Một kiểu đề là gì ạ? À là người ta sẽ yêu cầu chúng ta là người ta sẽ đưa vấn đề trực tiếp. Đúng không ạ? thế thì đối với cái giải thích này thì các bạn sẽ thấy là cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra sẽ là gì sẽ là vấn đề đó được hiểu là gì đúng không vấn đề đó được hiểu là gì đúng chưa ạ ok chưa ạ thế thì các bạn sẽ thấy ở đây là về dạng đề là chúng ta có hai dạng phải không có hai dạng nhé dạng thứ nhất là dạng mà người ta sẽ đưa vấn đề trực tiếp đây là dạng chúng ta thường gặp nhất đưa vấn đề trực tiếp thế nhưng cũng sẽ có cái dạng thứ hai là dạng người ta đưa vấn đề gián tiếp đưa vấn đề gián tiếp kiểu như là người ta có thể đưa ra cho các bạn một cái trích dẫn một cái câu chuyện một hình ảnh được không ạ à? một trích dẫn một câu chuyện một hình ảnh và yêu cầu chúng ta làm rõ được không ạ à? thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái phần giải thích này thì có gì khó đâu cái quan trọng là bây giờ để có thể giải thích được thì điều mà các bạn cần phải làm là các bạn phải có kiến thức về cái vấn đề đấy ok chưa ạ à? Thế thì đối với vấn đề trực tiếp đưa ra ở đây thì chúng ta chỉ cần làm theo cái cấu trúc. Ví dụ nhá, đó là từ khóa đó. Được không ạ? À? Hay vấn đề nghị luận đó. Được hiểu là hay là hay có nghĩa là đúng không ạ? À? Thế thì các bạn chú ý giúp cho chị là gì ạ? Hãy nhớ rằng là chúng ta có thể thấy là gì ạ? Để có thể làm được cái này thì chỉ có một cách duy nhất là các bạn cần phải tích lũy được tích lũy được kiến thức đời sống xã hội các em nhá. Các bạn bắt buộc phải tích lũy được kiến thức đời sống xã hội các em ạ. Đây là điều cực kỳ quan trọng luôn. Nhá, phải tích lũy được kiến thức đời sống xã hội. Có nghĩa là gì? Người ta sẽ yêu cầu các bạn ở đây là đưa ra cái phần về khái niệm. Được không ạ? À? Khái niệm hay nói cách khác chính là quan gì ạ? À? Cái cách hiểu của các em về vấn đề đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải làm cho cái vấn đề đấy nó trở nên dễ hiểu hơn. Ok chưa ạ? À? à chẳng hạn như chúng ta có một cái đề bài ví dụ nhé chúng ta có một cái đề bài đó là gì ạ đó là sự cần thiết của trung thực trong cuộc sống sự cần thiết của trung thực trong cuộc sống thế thì bây giờ chúng ta phải xác định được từ khóa cái từ khóa mà chúng ta cần phải giải thích ở đây là gì hả các em nào các bạn ơi các bạn ơi hãy cho chị biết nào hãy cho chị biết là cái từ khóa mà chúng ta cần phải xác định ở đây là gì nào các em nào các tình yêu nào là trung thực đúng không chúng ta sẽ phải giải thích trung thực đúng không thế thì áp dụng cái cấu trúc trên thì các bạn sẽ chỉ cần làm gì ạ đưa ra giúp chị rất đơn giản đó là gì nào đó là gì ạ đưa ra cho chị rất đơn giản ở đây đó là trung thực là hay trung thực được hiểu là hay trung thực có nghĩa là một cái đức tính tốt đẹp của con người. Được thể hiện trong việc luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, sống thật thà, ngay thẳng và dũng cảm, nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Ví dụ là như vậy. Cũng sẽ có rất nhiều cách nhá là các bạn giải thích xong thì các bạn sẽ nêu ra biểu hiện, người sống trung thực là người như thế này như thế kia, nhưng mà chị thì cho rằng là cái đấy không cần thiết. Các em chỉ cần đưa ra cái cái khái niệm theo quan điểm của các bạn thôi, đã là ổn rồi các em nhá. Ok chưa ạ? Các bạn chỉ cần được đưa ra được cái đó thôi đã là ổn rồi. Được chưa nào? Thế thì bây giờ các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi cho chị Hiên rằng vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giải thích vấn đề nhanh và chính xác. Làm thế nào? Để chúng ta có thể giải thích vấn đề nhanh và chính xác đây à có lẽ là các bạn sẽ đặt ra cho chị một câu hỏi như thế này được không ạ à? à mở trực tiếp thế giáo viên em bảo không hay trực gì đấy trừ điểm nữa sao lại mở trực tiếp hả ngọc linh chị có đang chị có đang nói chị có đang nói đến mở đoạn đâu em đây là chị đang nói đến phần thân đoạn rồi mà tức là ngọc linh phải hiểu giúp chị là là chị đã viết xong mở đoạn rồi và bây giờ là chị đang viết thân đoạn mà em thì sau khi mà chị đưa vào thân đoạn là ngay lập tức chị phải giải thích chứ Ngọc Linh sao lại mở trực tiếp Giáo viên em bảo không hay chứ có phải đây là phần mở đoạn đâu em Đây là chị đang viết gì Chị đang viết thân đoạn rồi cơ mà Có nghĩa là thân đoạn là sau mở đoạn mà Và mở đoạn là chúng ta sẽ xây dựng cái ở phía trên cơ mà À Ý em là cái chị viết đấy ạ à. Cái này là cái gì là trực tiếp ạ à? Thế thì theo em thì chúng ta cần phải giải thích nó như thế nào nữa hả Ngọc Linh Theo em thì chúng ta cần phải giải thích như thế nào Thì mới là không phải Chúng ta cần phải giải thích như thế nào nữa ạ Tức là chúng ta còn phải dẫn dắt á ví dụ như chúng ta lại phải đặt ra câu hỏi là vậy trung thực là gì xong bắt đầu trung thực được hiểu là để làm gì đặt ra cái câu hỏi vậy trung thực là gì để làm gì đúng không để làm cái gì ạ à? trong khi chẳng giúp chúng ta giải quyết bất cứ một cái gì cả mà chỉ làm tốn dung lượng của các bạn trong khi các bạn biết được rằng là cái thao tác giải thích này chỉ là cái thao tác cần chứ không phải là thao tác quan trọng Chị đang rất muốn hỏi là về cái băn khoăn của Ngọc Linh Bạn ấy đang nói rằng là mở trực tiếp thế Giáo viên em bảo không hay và trừ điểm nữa ạ à. Làm gì có chuyện trừ điểm ạ à? Chỉ là không có điểm thôi chứ làm gì trừ điểm ạ à? <laughs> Rồi làm gì có gì phải nói thêm Ở trong cái này ạ à? Không có gì phải nói thêm cả Một trong những cái chị cảm thấy lý do vì sao Mà các bạn viết nghị luận xã hội ạ à? Luôn bị rơi vào một cái tình trạng Giống như kiểu không được điểm tốt Và quá dung lượng bởi vì các em viết quá dài dòng được không ạ? À, đang viết quá dài dòng Trong khi những cái quan trọng nhất thì không trọng tâm vào viết Cứ đưa những cái yếu tố mà chỉ là những yếu tố cần thôi Thì lại cứ viết lấy viết để thành ra dung lượng rất là dài dòng Một lát nữa chị sẽ cho xem một số bài hoàn chỉnh chị viết Các em sẽ thấy là nó chả có gì mà mà là không, không ổn cả Trong khi nó cực kỳ thực tế, cực kỳ thuyết phục, cực kỳ ngắn gọn và rõ ràng Đó là cái yêu cầu về tư duy khi chúng ta viết nghị luận xã hội mà rồi, thế thì làm thế nào để chúng ta có thể giải thích vấn đề nhanh và chính xác đây chỉ có một cách thôi thứ nhất các bạn phải có hiểu biết về vấn đề đó nhá phải có hiểu biết về vấn đề đó và thứ hai đó là các bạn phải có cái vốn ngôn từ đủ rộng để có thể giải thích được cho người ta dễ hiểu hơn về cái vấn đề mà các bạn đang muốn đi đưa ra quan điểm sẽ có hai yếu tố đó và nếu như trong trường hợp mà các bạn cảm thấy không có cách nào để tôi tiến bộ trong việc tôi giải thích vậy thì hãy lập một bảng từ điển các vấn đề nghị luận xã hội lập bảng từ điển các vấn đề nghị luận xã hội thường cả là... các em nhá Thế thì các em hoàn toàn có thể chủ động Đây chúng ta làm ví dụ như thế này Lập một cái bảng như thế này Vấn đề Đúng không? Định nghĩa hay khái niệm Được chưa? Trích dẫn Ok chưa ạ? Vấn đề, khái niệm, trích dẫn Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? À? Vấn đề, khái niệm, trích dẫn Ví dụ như ở đây này, nghịch cảnh Đó, đưa những cái khái niệm ra hay là trung thực đưa ra xong rồi lấy thêm những cái trích dẫn ngắn ngắn nữa thế là trong cái việc mình sưu tầm những cái trích dẫn này luôn là mình sẽ có cái để mình viết mở hoặc viết kết luôn nhá viết mở đoạn hoặc viết kết luôn đấy thì đấy là cái cách mà chị nghĩ rằng các bạn cần phải thiết lập chăm chỉ lên còn có 11 ngày nữa thôi không còn nhiều thời gian nữa đâu và hãy dành thời gian tự học thật nhiều vào được chưa nào rồi thế còn nếu như đối với cái dạng đề là đưa vấn đề một cách gián tiếp thì sao ạ à? à thì các bạn sẽ triển khai cho chị theo cái hướng như sau nhá đó là đây ạ à, nếu đối với cái dạng thứ hai thì chúng ta sẽ có là nếu đề bài đưa ra một cái trích dẫn cái dạng này thì rất là ít vào bởi vì trong rất nhiều năm quay trở lại đây thì chị không có thấy cái dạng này xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia mà đa số là người ta sẽ thường đưa ra cái đề bài trực tiếp luôn. Tức là đưa ra vấn đề trực tiếp chính là cái dạng thứ nhất này này. Các bạn nhá. Chính là cái dạng thứ nhất này. Các em nhá. Đó, thế nên thành ra ở đây là gì ạ? Thành ra ở đây là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các em sẽ chú ý giúp cho chị là là nếu như đề bài mà đưa ra một cái trích dẫn thì các bạn sẽ phải tìm những cái từ khóa trong trích dẫn đó và làm rõ các từ khóa đấy và rút ra cái bài học thông điệp được gửi gắm. Nhưng nếu như người ta đưa ra một cái trích dẫn quá dài thì các bạn không cần phải tìm từ khóa mà các bạn sẽ triển khai luôn thành cái bài học được rút ra là gì luôn. Ví dụ đối với cái trích dẫn sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, chúng ta nói luôn đây là trích dẫn giúp chúng ta thấm nhuần bài học về lòng khiêm tốn sau đó đi giải thích lòng khiêm tốn được hiểu là kiểu vậy nhá hay ví dụ như câu khi trời đủ tối bạn có thể nhìn thấy những vì sao thì ở trong câu này là câu có những cái hình ảnh ẩn dụ thì bạn có thể nói trời đủ tối được hiểu là những khó khăn thử thách những vì sao là biểu hiện cho những cơ hội khả năng tiềm ẩn của chính bạn và thông điệp trích dẫn muốn gửi gắm là hay nếu như đề bài cho một câu chuyện thì triển khai theo hướng câu chuyện về đã đem tới cho tôi thông điệp đó là về đó ok chưa được không hay người ta đưa ra một hình ảnh thì mình cũng sẽ làm như ở phía trên hình ảnh trên đã đem tới cho tôi thông điệp bài học về kiểu vậy rất là ngắn gọn thôi nhưng mà chị cũng nói luôn là cái dạng này thì rất ít vào nhá, nhưng chị vẫn sẽ nói. Bởi vì cái quan trọng nhất ở đây là chị muốn mang tới cho các bạn cái sự toàn diện khi mà các bạn làm. Được chưa ạ? À? Được không nào? Ok chưa nào? Thì các bạn đã hiểu cái phần giải thích này chưa? Các em ơi, các bạn đã hiểu cái phần giải thích này chưa? Yên tâm một xíu nữa, chị sẽ đưa ra cho các bạn những cái bài mẫu các em nhìn vào ví dụ là các em hiểu liền bây giờ là chị đang đi gọi là gì ạ chi tiết vào từng phần để xem là đối với từng phần này thì chúng ta sẽ phải viết như thế nào ok chưa ạ các em ơi các em thấm nhuần được thêm ít nào chưa chúng mình thấm nhuần được thêm ít nào chưa ạ các bạn thấm nhuần được thêm ít nào chưa ạ nói chị nghe xem nào xem thấm nhuần được thêm ít nào chưa nào ok chưa ạ đồng ý không ạ đồng ý không đồng ý không đồng ý không nhất trí không nhá rồi ok giải thích xong giải thích xong thì mình làm gì phân tích và bàn luận đấy ạ à, b nhỏ phân tích và bàn luận xong ok chưa ạ à? thế thì phân tích và bàn luận ở đây nó là một cái thao tác khá là quan trọng và nó cũng gây ra khó khăn cho các bạn thật sự đấy chị cảm thấy rằng đây là một trong những cái đề mà gây khó khăn cho các bạn đấy. Đây là một trong những cái thao tác gây khó khăn cho các bạn đấy. Bởi vì có thể là bản thân các bạn chưa có được cái định nghĩa về cái cách làm của cái này chăng nên các bạn gặp rất nhiều bối rối, rất nhiều bối rối trong cái này. Thế thì các em có thể thấy rằng nhá, bây giờ dạng đề mà người ta thường đưa ra ấy. Đấy là dạng đề về gì? À, cái câu hỏi số 1 người ta đưa ra. Đúng không? Sẽ là quan điểm của bạn về vấn đề trên là như thế nào? Tức là sẽ có trường hợp là khi mà các bạn viết mở đoạn ấy là các bạn đã đưa ra luôn quan điểm của các bạn rồi. Các em nhé có nghĩa là khi mà các bạn viết mở đoạn là các bạn cũng đã đưa ra luôn quan điểm của các bạn rồi đấy, ok không ạ? đã đưa ra quan điểm của các em luôn rồi. Chị lấy ví dụ nhá, à, chúng ta có một cái mở đoạn đó là gì ạ? đó là về tình cảm gia đình đi, đúng không? hay là về tầm quan trọng của thời gian đi, thì chị viết một cái mở đoạn chẳng hạn như một cái đề bài, đề bài được không ạ? tầm quan trọng của thời gian trong cuộc sống của mỗi người. Bắt đầu. Sinh nhật năm 16 tuổi. Tôi được bố tặng một chiếc đồng hồ cát. Đồng hồ cát chấm. Với tôi, đó không chỉ là món quà thể hiện tình yêu thương của người đàn ông vĩ đại mà nó còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của thời gian ví dụ thế thì cái cách này các bạn có thấy không đây là cái cách mà tôi chưa có nêu ra cái quan điểm mà tôi chỉ nêu ra vấn đề thôi đấy tôi chỉ nêu ra cái từ khóa tức là tôi mới chỉ nêu ra cái gì ạ tôi mới chỉ nêu ra cái vấn đề thôi đúng chưa tôi chưa nêu ra cái quan điểm nhưng cũng có một số bạn khi viết mở đoạn thì đã nêu ra luôn quan điểm của các bạn rồi được không ạ ví dụ nhiều bạn lại viết một cái cách mở đoạn khác và nêu ra luôn quan điểm của các bạn về cái đề bài này được không ạ các em có thể lựa chọn một cái cách dẫn dắt nào đấy được không à thời gian là thứ duy nhất trôi đi đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại được được không ạ thời gian là thứ duy nhất đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại được đúng không ạ chính vì vậy nó có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của mỗi người Đấy, Thế thì có phải cái này các bạn thấy là gì ạ Ở đây không những là nêu ra vấn đề mà trong cái phần mở đoạn này là người ta đã nêu ra luôn cái gì ạ người ta đã nêu ra luôn gì người ta đã nêu ra luôn về cái quan điểm của người ta về vấn đề đó rồi đúng không các em đúng không các bạn phải không các bạn đúng không ạ à? thế thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là nếu như mà trong trường hợp là trên cái mở đoạn của chúng ta chúng ta mới chỉ nêu ra vấn đề thôi thì ở trong cái phần này chúng ta sẽ phải đi trả lời cho cái câu hỏi là quan điểm của bạn về vấn đề trên là như thế nào các em nhé còn nếu trong trường hợp các bạn đã nêu ra quan điểm của các em ở đây là đối với tôi thời gian là vô cùng quan trọng thì sao à thì à thì chúng ta sẽ không cần phải trả lời cho câu hỏi số 1 này thêm một lần nữa nhá. Thế thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là quan điểm sẽ được định nghĩa bằng việc là chúng ta thấy nó đúng hoặc sai. Chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ đồng tình với nó hoặc không đồng tình. Chúng ta sẽ thấy nó phù hợp hoặc không phù hợp. Đúng chưa? Ok chưa ạ? Phải không nào? thế thì ở đây các bạn thấy rằng là thật ra chúng ta sẽ có những cái cách để đưa quan điểm không nhất thiết là chúng ta phải nói rằng tôi đồng tình hay tôi không đồng tình thế ví dụ người ta cho ra đề kiểu này thì nói rằng là tôi đồng tình với tầm quan trọng của thời gian à hay tôi thấy tầm quan trọng của thời gian là đúng à đúng không ạ hay tôi cho rằng là gì à? thời gian đóng à, thời gian là, là sai ví dụ thế à không chúng ta sẽ đưa ra quan điểm theo một cách khác chị lấy ví dụ Chẳng hạn như bạn đấy có tình cảm với em Bạn đấy gì ạ? À bạn đấy hỏi là à, uh, Thế e thế cậu có tình cảm với tớ không? Cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không? Thì có phải bây giờ là bạn kia là sẽ đưa ra quan điểm đúng không? Đồng ý hay không đồng ý đúng không? Thế nhưng bạn này bạn ấy không trả lời như thế Và bạn ấy lại chọn một cách trả lời khác Tớ cũng rất thích cậu À thế thì đấy cũng là một cái lời để thể hiện cái sự đồng tình mà thế nên ở đây chị mới nói với các bạn rằng là cái cách đưa quan điểm ở đây không nhất thiết là tôi phải nói rằng tôi đồng tình hay không đồng tình nó đúng hay nó sai mà cách đưa quan điểm của tôi ở đây đó chính là tôi dùng cái câu khẳng định à, các bạn có hiểu ý chị không ạ tôi dùng câu khẳng định tôi rất thích cậu đấy đúng không ạ nó có ý nghĩa quan trọng đấy nó vô cùng cần thiết đấy kiểu kiểu thế chúng mình ơi chúng mình có hiểu không nào Yeah. thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy này à được không ạ nếu như vấn đề mà hỏi chúng ta về gì ạ à thứ nhất nếu như vấn đề ở trên đề bài mà hỏi chúng ta về sức mạnh của cái gì đó tầm quan trọng của cái gì đó đúng không ạ hay là sự cần thiết của cái gì đó đúng không ạ à được chưa ạ hay sự cần thiết của cái gì đó đúng không hay là gì ạ à? à vân vân ý nghĩa của cái gì đó vai trò của cái gì đó ví dụ đề bài kiểu như vậy thì tương ứng với cái này các bạn sẽ đưa ra một cái câu thể hiện quan điểm khá là đơn giản nhưng cũng cực kỳ hữu ích đối với chúng ta đó là gì ạ à? các bạn có thể đưa theo cái này nhé các bạn có thể đưa theo cách này đó các bạn có thể đưa theo cách này từ khóa vấn đề nghị luận là một trong những yếu tố quan trọng hay là một bài học giá trị hay mang sức mạnh lớn lao hay là đức tính cần thiết vân vân trong cuộc sống hay đối với sự trưởng thành của mỗi người thì cái này chúng ta sẽ tùy thuộc vào đề bài ok chưa nhưng nếu như mà đề bài đưa ra về à, gì ạ à? hệ lụy hay là nguyên nhân được không ạ à? ví dụ như là đề bài đưa ra về hệ lụy đi hỏi chúng ta về hệ lụy của một cái gì đấy nhá thì các bạn sẽ chú ý được không nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị chúng ta có thể đưa ra là gì ạ à từ khóa hay vấn đề nghị luận là một trong những vấn đề đúng không là một trong những vấn đề gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đó ví dụ thế ok chưa ạ gây ra tác hại nghiêm trọng gây ra những hệ lụy nghiêm trọng được chưa ạ? hay ví dụ nếu như đó là một cái vấn đề tích cực, có nghĩa là người ta muốn hỏi về một những cái biểu hiện của một vấn đề gì đó đi, thì chúng ta có thể đưa ra cái cách nêu ra cái quan điểm đó là gì ạ từ khóa vấn đề nghị luận mang trong mình những biểu hiện phong phú đúng chưa ạ hay ví dụ như đề bài hỏi chúng ta về cái gì ạ à đề bài hỏi chúng ta về à, những cái liên quan tới gọi là gì ạ À, những cái vấn đề nghị luận xã hội nhưng mà nó tích cực ấy thì chúng ta cũng có thể triển khai theo hướng đó là từ khóa vấn đề nghị luận là một trong những yếu tố truyền cảm hứng đến mọi người kiểu kiểu vậy. Được không ạ? À? Thì tùy thuộc vào cái khía cạnh. Tùy thuộc vào khía cạnh của vấn đề đưa ra là gì thì chúng ta sẽ có thể có cách đưa ra cái quan điểm của chúng ta một cách phù hợp các bạn nhá. Ok chưa ạ? À? Nhớ chưa nào? Và đấy là cách đưa ra. Được chưa nào? Sau đó đến cái câu hỏi thứ hai là cái câu hỏi thể hiện cái lập trường quan điểm của các bạn. Có nghĩa là bảo vệ cho cái lập trường quan điểm của các bạn. Trên này là các bạn đã đưa ra quan điểm rồi nhá. Thì cái câu hỏi số 2 này sẽ là cái câu hỏi thể hiện cho lập trường quan điểm của các bạn. Đây ạ, à, câu hỏi số 2. Được chưa nào? Đây ạ, à, các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Chúng ta có câu hỏi số 2 là câu hỏi thể hiện hay nói cách khác là câu hỏi để bảo vệ cho lập trường quan điểm của các bạn đúng không ạ thì ở đây chúng ta có này ví dụ nếu như đề bài mà hỏi về ý nghĩa vai trò và sự cần thiết thì chúng ta sẽ phải tự đặt ra một cái câu hỏi rằng tại sao nó lại ý nghĩa tại sao nó cần thiết tại sao nó mang một cái vai trò lớn lao mang ý nghĩa như thế nào và bao giờ chúng ta cũng sẽ soi chiếu từ cá nhân đến với cộng đồng được không ạ? À? Bao giờ cũng sẽ là như thế Và thường thì chúng mình sẽ lấy ra khoảng 3 ý Các em nhá Bao giờ chúng ta cũng sẽ lấy cái ảnh hưởng từ cá nhân đến với cộng đồng Bởi vì là chúng ta nói rằng là cái vấn đề đấy Cái khía cạnh đấy nó mang ý nghĩa lớn lao mà Thì lớn lao thì trước tiên nó phải tác động đến cá nhân trước chứ Tức là đến mỗi con người trước chứ Sau đấy thì từ cái việc mà ảnh hưởng tới cá nhân Thì nó mới lan dần lan dần để nó lan tỏa đến cả cộng đồng Và có ý nghĩa giá trị đối với cộng đồng chứ đúng không? Hiểu với chị không? Thì đây là cái dạng hay vào nhất thì ví chị lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này thì các bạn sẽ hiểu ngay này. Chúng mình sẽ có một cái ví dụ đơn giản như thế này nhá. Ví dụ đề bài là ý nghĩa của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Đúng không? Đây là cái đề thi minh họa năm 2021 thì phải. Nếu mà chị Hiên nhớ không nhầm. Thì đây là đề thi minh họa năm 2021 các em nhá. Thì các bạn sẽ chú ý ở đây ví dụ chúng ta cái câu hỏi đầu tiên là quan điểm của các bạn về cái vấn đề đó như thế nào thì chúng ta sẽ trả lời cho cái quan điểm đấy bằng một cái câu là gì tình người là sức mạnh tình người mang sức mạnh lớn lao trong hoàn cảnh khó khăn thử thách đây là câu khẳng định tôi đưa ra thế mọi người không có tin vào cái điều đó đúng không bây giờ tôi phải dùng những cái lập luận của tôi để tôi khiến cho mọi người tin hay nói cách khác là tôi phải bàn luận tôi phải phân tích tôi phải bàn luận đấy thì chị đưa ra ba ý ý đầu tiên là tác động đến cá nhân tức là gì ạ là người được nhận cái tình người đó mình lại phải chia ra nhá người được nhận người cho đi ảnh hưởng đến cộng đồng ra sao kiểu vậy nhá thế thì cái tình người ảnh hưởng đến người nhận được là như thế nào tình người như đôi bàn tay nhỏ à viết văn có hình ảnh đấy ạ để cố gắng tạo ra cái sự tươi mát cho phần bài viết của mình một cái bài viết mà nó vẫn có chất văn chứ không phải chỉ nên đơn thuần dừng lại ở việc đó là tôi cứ viết đúng không ạ? Không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở việc là tôi cứ viết à, giống như kiểu là tôi cứ viết những cái gì nó thật nhất thôi, đương nhiên chân thành là tốt, nhưng đây vẫn suy cho cùng vẫn là một cái bài văn thì chúng ta vẫn cần phải tạo được sự tươi mát nhất định cho cho cái bài viết của chúng ta. Ok chưa ạ? Rồi. Đây ạ. Tình người như đôi bàn tay nhỏ đem đến sự ấm áp, xoa dịu những mất mát và tiếp thêm nghị lực cho con người trong hoàn cảnh khó khăn đấy đúng không thì ở đây là cái sự ảnh hưởng đến với mỗi cá nhân và đây là cá nhân đang rơi vào khó khăn thử thách ok chưa được chưa ý thứ hai à được không ạ à? chúng ta có thể lấy cái ý này đấy có thể sắp cái ý thứ ba này lên trước cũng được hoặc ý thứ hai trong những giây phút tăm tối của cuộc đời nó chính là sợi dây gắn kết con người với con người tạo ra khối đại đoàn kết một cộng đồng văn minh và hạnh phúc đây chính là gì là ảnh hưởng tới cộng đồng đúng chưa ok chưa và tiếp theo hơn vậy dùng những cái từ kết nối đấy ạ giữa những ngã rẽ của cuộc đời tình người chính là những ngọn nến soi đường cho mỗi cá nhân để họ có ý thức sống tốt hơn và hướng về những điều tốt đẹp thì các em có thể đẩy cái ý này lên trước ý cộng đồng cũng được có nghĩa là khi các bạn viết thì các bạn sẽ viết là thứ nhất bắt đầu viết cái đoạn phân tích bàn luận như sau nhé tình người mang sức mạnh lớn lao trong hoàn cảnh khó khăn thử thách chấm nó giống như đôi bàn tay nhỏ đem đến sự ấm áp xoa dịu những mất mát và tiếp thêm nghị lực cho con người trong hoàn cảnh khó khăn chấm hơn vậy giữa những ngã rẽ của cuộc đời tình người chính là ngọn nến soi đường cho mỗi cá nhân để họ có ý thức tốt hơn hướng về những điều tốt đẹp chấm Bên cạnh đó, tình người của gì ạ? Trong những giây phút tăm tối của cuộc đời, nó cũng chính là sợi dây gắn kết con người với con người để tạo ra khối đại đoàn kết, một cộng đồng văn minh và hạnh phúc. Kiểu kiểu như vậy. Chúng mình có định hình ra không ạ? Các em ơi, các em có định hình ra không? Chúng mình có định hình ra không? Có nghĩa là bao giờ khi các bạn phân tích bàn luận ví dụ đối với cái đề bài về vai trò, về sự cần thiết, về sức mạnh, về giá trị, về ý nghĩa thì kiểu gì các em cũng phải nghĩ xem cái tác động của nó, ảnh hưởng của nó đến đối với mỗi cá nhân là như thế nào. Nếu nó mang sức mạnh lớn lao, ý nghĩa lớn lao thì chúng ta phải thể hiện được điều rõ điều đó đối với cá nhân, nó sẽ thay đổi mỗi cá nhân ra sao, nó ảnh hưởng đối với mỗi cá nhân ra sao? Và từ việc ảnh hưởng đến mỗi cá nhân và thay đổi đến với mỗi cá nhân thì nó sẽ gì ạ? À? Nó sẽ thay đổi được cộng đồng, tác động được đến cả cộng đồng. Hiểu ý chị ông ạ. Bao giờ cũng sẽ là như thế, nhìn nhận từ chính bản thân mình. Suy rộng ra hơn một chút Suy rộng ra hơn một chút Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần phân tích bàn luận của chúng ta Nó rất là khoa học Và nó sẽ trở nên thuyết phục hơn So với cái cách mà các bạn trước đây các bạn viết Đó là các em cứ nghĩ gì Viết nấy Thường là các bạn hay làm cho cái kiểu đó trước đây Tức là cứ nghĩ gì thì viết nấy thôi Thường sẽ là như vậy đấy ạ Ok không nào Thì chúng mình bây giờ thay vì nghĩ gì viết nấy Thì chúng mình viết có tư duy hơn Chúng ta tác động tới mỗi cá nhân trước sau đó thì tác động đến cộng đồng ra sao ảnh hưởng tới cộng đồng thế nào bởi vì cá nhân chính là nhân tố để tạo nên cộng đồng mà hay là ví dụ đề bài đưa ra về biểu hiện biểu hiện đúng không ạ trình bày về biểu hiện của cái gì đấy kiểu kiểu thế thì ở đây chúng ta cũng sẽ là biểu hiện ở mỗi cá nhân là như thế nào và biểu hiện ở cộng đồng ra sao nếu đề bài đưa ra hệ lụy thì chúng ta sẽ thấy là hệ lụy đối với bản thân thế nào và từ cái việc hệ lụy gì ạ à từ cái việc hệ lụy với bản thân mình thì rất nhiều người vướng vào cái hệ lụy đấy thì xã hội cộng đồng sẽ ra sao đúng không ạ đó hay ví dụ như đề bài đưa ra hỏi chúng ta về những cái nguyên nhân của một cái vấn đề gì đấy thì các em sẽ trình bày những nguyên nhân khách quan là gì nguyên nhân chủ quan là gì đó ok chưa phải không thế nếu người ta đi hỏi về một cái kế hoạch là biện pháp chẳng hạn thế thì các em sẽ trình bày theo cái phương diện là chúng ta mở rộng từ những cái biện pháp ngắn hạn là gì những cái biện pháp dài hạn là gì đó thì có phải là rõ ràng cái tư duy của các bạn nó sẽ thoáng hơn rất nhiều so với cái việc trước đây khi phần phân tích bàn luận chúng ta chưa biết được là chúng ta phải viết gì trước viết gì sau thì bây giờ chúng ta biết được rằng là à những cái ý liên quan tới cá nhân là tôi sẽ viết trước còn những cái ý liên quan tới xã hội cộng đồng một nhóm người thì tôi sẽ viết sau bởi vì rõ ràng chính mỗi cá nhân sẽ là cái nhóm người tạo dựng lên cộng đồng thì tôi sẽ viết cá nhân trước sau đó tôi sẽ viết về cộng đồng sau được chưa ạ ok chưa ạ được không? Được không? Ổn không ạ? À? Thì bao giờ các bạn cũng sẽ đưa ra từ 3 đến 4 ý để bảo vệ cho quan điểm của mình. Và cái khoa học ở đây đó là chúng ta sẽ luôn luôn định hướng từ cái nhỏ mở rộng ra cái lớn, được không ạ? À? Từ cái bên trong mở rộng ra cái bên ngoài. Đó, xương sẽ là như thế. Thì các bạn làm như vậy thì về cái tư duy của các bạn sẽ thông suốt hơn trong phần phân tích và bàn luận. Và đương nhiên để có thể làm được phần này thì về cơ bản các bạn vẫn phải không ngừng tích lũy cái gì ạ? À? à không ngừng tích lũy về cái kiến thức nhá à không ngừng tích lũy về cái kiến thức các bạn có thể vào cái trang này đó là cái trang báo vn express các em vào cho chị cái mục góc nhìn nhá ở đây có rất nhiều những cái vấn đề hay các em ạ à, ở đây có rất nhiều những cái vấn đề hay và người ta viết bởi rất nhiều tác giả họ cũng đang viết những cái bài nghị luận xã hội để thuyết phục chúng ta về các vấn đề khác nhau đây ạ kiểm soát AI cái bẫy điện năng cuộc sàng lọc khắc nghiệt à, được không ạ cơm treo ngày giáp hạt tâm lý ghét trường chuyên tinh giảm cảm tính mập mờ, mập mờ tiền đặt cọc siêu cảm 6 tỷ USD bà ngoại qr code qr code khát vaccine khai báo nghề nghiệp trước macbook cũ rất nhiều vấn đề và ở đây chúng ta đều nhìn thấy đó chính là gì ạ đó chính là những cái vấn đề nhá là những cái vấn đề nghị luận xã hội xoay quanh trong cuộc sống và các em có thể đọc để xem cách người ta viết cách người ta triển khai như thế nào ngoài ra các em có thể xem đọc báo nhiều hơn xem những cái chương trình thời sự của VTV24 ở đó cũng là những cái phóng sự rất hay và được trình bày nếu các bạn chú ý thì nó là một cái bài văn nghị luận xã hội cực kỳ hoàn chỉnh để người ta muốn gửi gắm một cái thông điệp gì đó cực kỳ có ý nghĩa đến với người xem. Ok chưa ạ? Thế thì các bạn ơi, các bạn có thể thử xem sao nhá. Được chưa nào? À em hay đọc trang này nhưng mà chưa chưa để ý sưu tầm. Rồi ok. Nhất trí không ạ? Thế thì phần phân tích và bàn luận chúng mình đã ok chưa? à rồi ạ à. cảm ơn bạn họ tên nhá có cả Spidium á spiderum cũng có nhiều bài hay lắm á à, mọi người rồi nhất trí các em ơi các em hiểu hơn không ạ các em hiểu hơn không ạ từ đây em như tìm đúng đường về long bỗng vui hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô kim long đúng không long phải không ạ đúng không đúng không em <laughs> rồi ạ à, ok các bạn ơi được chưa được chưa ok chưa được chưa ok chưa được chưa được chưa ạ đồng ý chưa ạ được không nhất trí nhá thì đấy sẽ là phần phân tích bàn luận nhá đây sẽ là phần phân tích bàn luận rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến c nhỏ đó là chứng minh và đương nhiên chứng minh thì sẽ đi kèm với dẫn chứng các bạn nhá Đương nhiên là chứng minh thì sẽ phải đi kèm với dẫn chứng nha các bạn. Ok chưa ạ? Chứng minh thì sẽ phải đi kèm với dẫn chứng. Ok chưa? Thế thì cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra cho cái phần dẫn chứng này đó là gì đây ạ? Đó chính là à câu hỏi là có bằng chứng nào xác thực cho quan điểm của vấn đề cho quan điểm của bạn về vấn đề trên không à đây chính là câu hỏi mà chúng ta đặt ra đúng không ạ và chúng ta có thể thấy ở đây đó chính là gì ạ đây chị có một cái phần nội dung các em đợi chị một chút xíu nha đây ạ đấy nha đâu rồi ta Đợi chị Hiên tỉ Để chị Hiên mở cả Đây ạ Dẫn chứng Nghị luận xã hội Đây ạ, kinh nghiệm tích lũy Cho bài nghị luận xã hội này Sức mạnh của bài nghị luận xã hội Đến từ đâu? ba tiêu chí lựa chọn dẫn chứng cho bài nghị luận xã hội Được không ạ? Chia sẻ về kỹ thuật 4V kép 1U và 1N Và cái cuối cùng là thực tập kỹ thuật 4 v kép 1 u và 1 n ok chưa ạ thế thì chúng ta thấy rằng là sức mạnh của một bài nghị luận xã hội chắc chắn là sẽ phải đến từ gì đây à lập luận này dẫn chứng này diễn đạt này lập luận chặt chẽ dẫn chứng thuyết phục đúng không diễn đạt trong sáng ok chưa đúng không ạ à? thế thì chúng ta thấy rằng là có một cái mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa gì ạ à? à giữa vốn sống và bài nghị luận xã hội. Phải không ạ? À? Và chúng ta có thể thấy rằng là từ đọc cho đến viết và từ viết cho đến đọc, đó là hai cái thao tác rất quan trọng để chúng ta có thể làm tốt bài nghị luận xã hội. Thế thì ở đây cái việc mà để chúng ta có thể làm tốt hơn bài nghị luận xã hội thì cũng sẽ đòi hỏi gì ạ? À? Cũng sẽ đòi hỏi là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó là gì ạ đó là chúng ta cần phải tích lũy được bằng việc đọc báo sách hay là ghi chú thông tin sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang việc viết bài với việc là huy động dẫn chứng và lựa chọn dẫn chứng thế thì thế nào là một dẫn chứng sẽ thuyết phục người đọc theo các em theo các em thì một cái dẫn chứng thì cần phải đảm bảo những cái tiêu chí gì ạ nào các bạn ơi theo các bạn thì một cái dẫn chứng mà nó đúng thì nó sẽ cần phải đảm bảo những tiêu chí gì đấy ạ? Theo các bạn thì thì chúng ta sẽ cần phải đảm bảo những tiêu chí gì đấy ạ? Nào, chị đang rất muốn hỏi các bạn. Đó là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu những tiêu chí gì đây? Nào, theo các em, thì chúng ta sẽ cần phải đảm bảo những tiêu chí gì đối với dẫn chứng đây ạ? Nào, hãy cho chị biết nào. Chúng ta sẽ cần đảm bảo những tiêu chí gì cho cho cái dẫn chứng này đây? Nào, theo các bạn, thời sự mới mẻ và độc đáo, đạo đức và đúng đắn, có tính xác thực cao, rồi gì nữa đây ạ? À? Có tính thời sự mới mẻ. Rồi ok, còn gì nữa không nào? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Phổ biến, chính xác, có giá trị khớp với vấn đề nghị luận tốt. Phù hợp với vấn đề nghị luận tốt, có tính thời sự mới mẻ, nhất trí, tính xác thực cao, ok. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây nhá. Đây ạ, à, thứ nhất, đúng cái đã được không ạ à? thế thì các bạn ấy mới bảo chị là ô chị ơi thế bây giờ em nói thật với chị là em đầy dẫn chứng về bác bảo vệ của trường em hay là à, bác hàng xóm nhà em là đúng mà chị sự thật đấy chị ạ à. sự thật luôn thế thì nếu như cái dẫn chứng đấy của các bạn là đáp ứng được yếu tố này rồi nhưng mà nó sẽ không đáp ứng được yếu tố này đắt đúng không ạ à? đúng ở đây là đúng đề tài đúng lúc và đúng chỗ đắt ở đây là tiêu biểu dẫn chứng có sức thuyết phục cao thế thì rõ ràng là cái dẫn chứng của các bạn là cái dẫn chứng gì ạ không phải tiêu biểu đúng không và thêm một cái nữa là nó phải mới tức là nó có tính thời sự và phải được nhiều người quan tâm chứ không phải là chỉ mỗi mối quan tâm của các bạn mà phải được nhiều người biết đến phải được nhiều người quan tâm ok chưa thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé đúng đắt và mới được không ạ hoặc là chúng ta cũng có thể diễn tả về cái yêu cầu trong dẫn chứng bằng các cụm từ đó là chính xác tiêu biểu cập nhật và phù hợp được không ạ à? dù thế nào thì chúng ta cũng phải đảm bảo các cái tiêu chí này khi chúng ta tìm dẫn chứng và đây chị cung cấp cho các bạn một cái nguồn dẫn chứng đây vtv news dân trí vn express lao động vov VTV1, VTV24, VTV23, Fanpage việc tử tế, cặp lá yêu thương. Đó, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa nào? Thế thì có rất là nhiều những cái trang về dẫn chứng để các bạn có thể tìm nhá. Cái điều quan trọng là bây giờ là các bạn có tìm hay là không tìm thôi. Được chưa nào? Bây giờ cái vấn đề được đặt ra là các bạn có tìm hay là không tìm thôi. Còn lại là chị đã gì ạ? Đã đưa cho các bạn rất nhiều nguồn để các bạn có thể tìm dẫn chứng rồi đấy. Được chưa ạ? À? Thì ở đây chúng ta sẽ cùng với nhau phân loại dẫn chứng. Thật ra cái này là một cái mà chị thấy là có vẻ như là các bạn khá là ít khi làm ý. Có nghĩa là chúng ta chỉ hiểu rằng là à dẫn chứng là những người thật việc thật là câu chuyện thật thôi. Nhưng mà về phân loại dẫn chứng thì có vẻ như là rất ít bạn ở đây làm. Có bạn nào đã từng phân loại dẫn chứng không ạ? Có bạn nào đã từng phân loại dẫn chứng ra không ạ? Nào nói cho chị biết nếu như bạn nào đã từng phân loại dẫn chứng thì có thể giơ tay lên chị xem à nào nếu như bạn nào đã từng phân loại dẫn chứng thì có thể giơ tay lên chị xem nhưng mà chị cho rằng là với cái việc các bạn phân loại được dẫn chứng cũng là một trong những cái khá là tốt đấy để làm gì ạ để các bạn có thể đưa vào những cái dẫn chứng nó chính xác và phù hợp thì ở đây chị có phân loại dẫn chứng thành dẫn chứng mang tính chất kinh điển ví dụ như chủ tịch hồ chí minh ví dụ như thomas edison ví dụ như là gì ạ à, ví dụ như là uh, einstein ví dụ như là bill gates ví dụ như là gì ạ có rất là nhiều những cái người nổi tiếng mà giống như kiểu là là họ là vĩ nhân ý các em ạ à, họ là vĩ nhân ý họ là những người mà không có một cái giai đoạn nào người ta sẽ quên đi họ đâu người ta sẽ nhớ họ mãi từ năm này cho tới năm khác không bao giờ người ta quên đi họ đâu được không ạ à? thế thì chúng ta luôn đánh giá rằng đây là những cái dẫn chứng cũ đúng không ạ à? bản chất là chúng ta sẽ luôn đánh giá đây là những dẫn chứng cũ dẫn chứng cũ vậy thì có cách nào để chúng ta làm mới những cái dẫn chứng cũ này không à có cách nào không có cách nào để chúng ta có thể làm mới những cái dẫn chứng cũ này không có chứ Các bạn hãy tìm ra những cái khía cạnh Và câu chuyện ít người biết đến Về họ Được không? Thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể có được nhận những dẫn chứng rất hay. Và đó chính là cách làm mới những dẫn chứng mang tính chất kinh điển. Chị lấy ví dụ, cái câu chuyện về bác Hồ đã từng nhường áo cho một người tù binh. Không phải ai cũng biết, và đó là một cái dẫn chứng hoàn toàn phù hợp để chúng ta có thể đưa vào đề bài, đó là hãy luôn khoan dung với người khác. Ý nghĩa của cái sự bao dung, sự khoan dung đối với người khác. Trong một mùa đông giá lạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhường tấm áo ấm của mình cho một người tù binh. Kiểu như vậy. Câu chuyện đấy đâu phải nhiều người biết đâu. Thế nên là hãy tìm những cái câu chuyện gì ạ à? ít người biết về về những cái con người vĩ nhân này những cái người vĩ đại này để chúng ta có thể làm mới những cái dẫn chứng tưởng chừng như đã cũ. Đó, có rất nhiều những dẫn chứng khác như là Picasso, Picasso này, chị Võ Thị Sáu này, đúng không? Anh Phan Đình Giót này, anh La Văn Cầu này, đại tướng Võ Nguyên Giáp này, đó, đúng không các em? Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Và bên cạnh đấy, bên cạnh những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển thì chúng ta cũng sẽ có những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật. Những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật có nghĩa là như thế nào? À, những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật có nghĩa là như thế nào? Nó sẽ là những cái dẫn chứng mà ở thời điểm này người ta sẽ sẽ biết đến. Nhưng có thể là sau nhiều năm nữa, nhiều năm trôi qua họ sẽ không còn cái thế hệ tiếp theo Sẽ không còn nhớ đến nhiều về những con người đó nữa Chẳng hạn ví dụ như là Quang Linh Vlog này Hay là Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Hờ Henie Đúng không? Hay là những cái người dân bình thường, giản dị đã xuất hiện trong những cái chương trình mang tên là Việc Tử Tế Được không ạ? Các bạn tìm ở trang này nhiều lắm Các em ơi Thực sự nhiều lắm các bạn ạ, à. chỉ là các bạn có các bạn có tìm hay không thôi. Nhưng mà nhiều lắm. Đây ạ, à, nhiều vô cùng luôn. Được không nào? Nhiều vô cùng luôn. Đây ạ, à, cô gái 25 tuổi đi ở các tỉnh thành đây này. Cô gái này không Chúc biết Đà Bắc. Thế không nhưng mà? đó ví dụ là như thế nhá. Ví dụ là một cái gì ạ? À? Ví dụ là một cái video như thế, hãy các bạn có thể tìm trang Việc tử Tế. được không nè rất là nhiều những cái gì ạ rất là nhiều những cái cái hay mà bản thân các bạn có thể gì ạ bản thân các bạn có thể các bạn có thể chủ động tìm ra được đây nhá đây ạ đây ạ đó Hoàng Hoa Trung này. Hoàng Hoa Trung, nuôi Chàng em đấy. 1990 với tôn chỉ tình nguyện cả đời. Có người gọi những dự án cộng đồng nuôi em à? là viển vông. Ok ông nào? Nhưng với chàng trai này, đó lại là hành trình viển vông có cơ sở. Cách đây 10 năm, ý tưởng quyên góp tiền cho một dự án thiện nguyện đầu tiên đã ra đời. Từ thế thì 10 năm trước thì có tôi tự đặt ra cho mình một cái thử thách đó là kiếm được một triệu đồng đầu tiên từ những người xung quanh và một triệu đó dùng để tổ chức một cái giải thể thao dành cho những người khuyết tật, những cái em nhỏ khuyết tật ở là làng Vân Canh, Hà Nội tôi chỉ nghĩ đơn giản là gạch đầu dòng hoặc là vẽ ra những cái hình ảnh những cái khuôn mặt của những cái người mà tôi nghĩ rằng là người ta sẽ có thể cho mình được mười nghìn hai nghìn đầu tiên để mình có thể có được một triệu đầu tiên là tôi sau 2 tuần Trung có được một triệu để thực hiện dự án và bắt đầu đúc rút kinh nghiệm cho những kế hoạch thiện nguyện khác đầu cũng giống như bao người khác là sẽ phải làm một cái hồ sơ rất là đẹp đẽ, rất là sạch sẽ, cầm nó đi gì đi, đi phim những những người cái công ty hoặc là những cái đơn vị uh, nổi tiếng. Tuy nhiên thì mình uh, không thành công bởi những cái việc như vậy và mình quyết định là sẽ đi từ những những người bình uh, thường. Cái việc là à, nghĩ ra mỗi người 10.000, 20.000 để được một triệu là một cái thành công rất là bước đầu và để mình tự tin hơn là tập trung vào cái việc là tận dụng sức mạnh của những người bên này. Hoàng Hoa Trung và các tình nguyện viên của nhóm tình nguyện niềm tin đã lựa chọn vùng cao để gắn bó. Xin chào Ủa? mọi người, nói chung là con đường này thì kinh cục, dép thì không thể đi được. con đường ấy. Nhóm thì là nhóm tình nguyện niềm tin và triển khai dự án là ánh sáng núi rừng. Vì trong dự án này sáng núi rừng lại có dự án nhỏ là nuôi em. Các bạn biết đến dự án nuôi em đúng không ạ? Điểm trường bản thẩm mỹ A, xã Sa Dung. Hầu hết học sinh ở đây là người dân tộc. Ba cô giáo ở điểm trường vừa dạy học vừa lo bữa trưa cho các em. Phụ huynh nó học lại với nhau và thống nhất với nhau này, à, nhà nào có rau thì mang rau, còn thức ăn thịt, thịt cá các thứ nhà nào có thì cũng mang lên cho các con ăn. Cuộc sống trên này thì à, hoàn cảnh của họ cũng rất là khó khăn. Yeah. Đó là câu chuyện ở điểm trường này trước khi Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện niềm tin mang dự án nuôi em tới. Từ 2014 đến nay thực hiện dự án nuôi em bằng hình thức kết nối các nhà hảo tâm trực tiếp nhận nuôi cơm Chính trường cho mình sinh anh anh cao. À. đến thời điểm này hoàng hoa trung đã kết nối được 12.000 nhà hảo tâm nhờ dự án nuôi em hàng chục nghìn bữa ăn được triển khai giúp các em có cơm ăn và có sức khỏe để tới trường thì với cơ bản là mình cảm thấy các bé thì cũng đang đang được tạo điều kiện tốt hơn so với bình thường, được ăn cơm, được ăn thịt, được ăn đúng rồi chính uh, xác đấy, rau cũng như là nhưng đây chính là chủ nhiệm của dự án nuôi em cũng đấy, đang dần dần hồng hào hơn và có da có thịt hơn so với những cái ảnh mà có thể là nhìn mình nhận được trước đấy. mừng lắm, đi học bây giờ các cháu cũng được ăn uống đầy đủ. cảm ơn các anh các chị. chúng ta làm và chúng ta để cho cộng đồng thấy được rằng chúng ta làm một cách thực sự và nó có sự bền vững thì đó là cái mà cộng đồng sẽ nhìn vào và sẽ chung tay với chúng ta rất là dễ dàng Được không ạ? Hoàng à? Hoa Trung, gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2019 được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2020. Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện niềm tin 3 lần được nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia của Trung ương đoàn. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng Hoàng Hoa Trung thì luôn sẵn sàng bật ý tưởng. Đó, ví dụ, được không ạ? Một cái dẫn chứng rất là tiêu biểu, đúng không? Ok không ạ?